Mình cũng có một vài trang trại ở miền Trung, khu vực Thanh Hóa. Trang trại hiện tại của mình đang sản xuất con giống đây thì cũng ở Thái Nguyên. Thời tiết khí hậu cũng thuận lợi để cho chăn nuôi con rúi này. Cho em hỏi, ở tỉnh Lào Cai trên bản vùng xã khí hậu trên này rét có nuôi được con rúi không? Thì trước tiên mình xin chia buồn với các bạn ở tỉnh trên Lào Cai. Sau cái đợt lũ vừa rồi thì trên đó cũng sạt lở rất là nhiều. Tức là những cái bà con ở trên đấy bị lũ rồi bị sạt lở rất là thương tâm. Khu vực Lào Cai là cái khu vực có cái thời tiết rất là thuận lợi để chăn nuôi con rúi này. Về cái mùa hè nó rất là mát. Thực ra thì ở miền Bắc mình ấy, thì Lào Cai hay là Yên Bái hay là tất cả những cái vùng ở khu vực phía Bắc đều phù hợp để chăn nuôi con rúi này thôi. Gần như là chúng ta phải xây dựng cái môi trường chuồng trại khép kín, không bị ảnh hưởng bởi cái thời tiết bên ngoài. Còn tất cả các cô chú anh chị hay là các bạn nào mà muốn trực tiếp đến học hỏi cái kinh nghiệm chăn nuôi, hiện tại ở trang trại nhà anh Hường thì cũng rất tạo điều kiện cho mọi người đến học hỏi rồi tham quan để chia sẻ những cái kinh nghiệm chăn rúi. Các bạn nào hay là các cô chú anh chị nào mà muốn ở lại học 5-7 ngày để sau về chăn nuôi cho nó tốt, đồng thời là cũng va vấp với con rúi này, như là cho ăn rồi kiểm tra sức khỏe nó ra làm sao. Hiện tại bên nhà mình vẫn có chỗ ăn, chỗ ở để cho các bạn đến học nhé.